Lời nói đầu tiên, dân biển miền Tây Hòn Tre mến chào bà con cô bác và cô chú anh chị nha. Hôm nay mình đứng ở đây là ngay trang chỗ giữa đỉnh núi ở Hòn Tre, huyện Kiên Hải, bà con mình. Đó. Thì mình đã chia sẻ cho bà con mình là cục đá chuông nha. Là cục đá này là nó phát ra tiếng chuông, cục đá là rất là kỳ diệu nha bà con mình. Thì mình quay vòng vòng ở đây cho bà con mình xem, nhưng mà qua đây rồi chút rồi mình sẽ đưa bà con mình xuống cục đá chuông ha. Đây nè, mình đứng đây là dài nửa đường ha. Đó, ở đây là cũng có cái đường lộ mà lên núi nữa nha bà con. Thì xe chạy lên đường này thì cái tay lái lụa rồi mới đi đường lên đường này chạy nổi ha. Và tay lái không có lụa là đi lên đường này không nổi đâu nha bà con mình. Đó, đây. À, này nè, cái núi nè. Thì quay xuống đây thì mí này cũng ngay cái chặng mí rộp ha. Cây không à. Đấy, dưới đây là bến ghe. Thì mình đứng đây là nửa trường rồi. Tại lúc mình đi lên thì mình không có chia sẻ lúc đi lên, bây giờ sẵn cái đường xuống mình sẽ chia sẻ cho bà con mình xem ha. Đá chuông nha. Khúc dưới mí này, dưới này giờ nè, chút nè. Rồi bà con mình để tới chỗ mình sẽ cho bà con mình xem. Đi chứ đi, đi chứ đi. Hello mọi người. Rồi mày lấy cục đá sẵn đây, đẳng có cục đá không? Thì tới đó đầu mình lấy cục đá mình khỏi cho bà con mình xem ha bà con. Cục đá này rất là kỳ diệu. Còn dưới này là bến ghe bà con mình, bến ghe nè. Nè. Đó. Mà khỏi khỏi thử mấy cục đá này coi nó có kêu không, để khỏi thử coi. Cục đá này nó không có kêu nghe bà con. Mà đặc biệt nó có một cục đá trong này là nó kêu tiếng chuông nghe, nó y không, gan như có tiếng hai cục chuông. này nữa nè, hai cục này kêu nhưng mà kêu không bằng, không có lớn. Cái cục này nó trẻ ra nè, cục này nó trẻ ra nè, nó cũng cũng kêu nữa mà nó kêu không có bằng mấy cục kia. Đây bên này. Đâu khỏi khỏi thử coi. Nhau. Khỏi thử coi. Đá không được cứng. Cái cục này ta chẻ ra mà cục này nó cũng còn kêu nữa mà nó kêu không có lớn nè. Bên đây nha. Đâu khỏi mà cục này coi. Đâu khỏi lại coi. Từ 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 khỏi đây chưa chứ. Hả? Khỏi đây nè. Nó kêu. Rồi cục này. Cục này nó cũng có nó kêu không không, không được ha. Nó không có ấy. Rồi, thì xuống cho cái cục ngay chỗ đá chuông, ngay ngay chốc đá chuông này đi. Đó. Nghe không? Khỏi đi. Cái này nó cũng nghe nữa mà nó nghe kiểu như nó không có thanh. Cục đá này mới chăng chỗ này là nó mới đúng là cái chuông này đây nè. Để mình chia sẻ dài dài cho mấy cái cụ đám đá này để thôi bà con mình nói nó không có chính xác nữa. Đây đây đây. Đây nè bà con ơi. Đó, đây đó. Thì là nó đơn giản thôi. Cái cục này nè. Nè, khỏi bên đó đây. Đó, nó không có kìa ha. Rồi khỏi bên đây nè. Đó, thấy không? Đó. Để tôi kê điện thoại sát sát vô cho nó nghe nghe cho bà con nghe rõ không? Đó, bà con nghe rõ không? Đó, đây nè. Để em nghe rõ một cái này nè. Đó, đây cục bên đây kìa. Cục này nó không kêu, nó chỉ có riêng việc cục này à. Mà cục này rồi để mình coi quay vòng vòng cho bà con mình coi cục này nó bự không nha. Đó. Đó, chỉ có ba lớn cục này này bà cũng con ơi. kêu. Đó. Cục nó không kêu đúng phải không? Không có kêu. Đây quay vòng chỉ vòng có một cục này là to nhất nè. Để quay vòng vòng cho bà con mình coi nè, nó có đơn giản thôi không có gì chứ. Mà nó xanh y ra như tiếng chuông nha. Nó biết là nó bằng chậm á. Đó, bà con thấy không, nó dễ ra đơn giản đã. Rồi khỏi đây, khỏi lại đây nè.
Tại vì sao cái chân chỗ này ta khỏi biết mà nó mòn gì là bà con mình đó. Đó. À, đi lên đây cũng khỏi chứ nó cũng mòn vậy. Mình mạnh lên đây. Đào sai chứ. Rồi, để được đá luôn. Ai lên đây cũng khỏi, tại đá này thấy nó rất là kỳ diệu ha. Rồi ai lên đây cũng khỏi cho nghe bà con mình. Đó, bây giờ đây này bà con mình thấy không? Đây mình sẽ đứng ở trên chỗ này, mình sẽ quay được xuống ghe luôn ha. Đá này nằm về hướng trên núi nha bà con, cho nên ở Hòn Tre này cũng có ít nhiều người biết, có khách du lịch rồi đi đường này mà đi ra Hòn Tre mà không có chưa có biết cục đá chuông này bà con. Thì hôm nay mình chia sẻ cho bà con mình xem. Thì bà con nào có đi ra Hòn Tre này của mình thì bà con khám phá cục đá chuông này ha. Dạ. Đâu đâu mà khó cục đá thử coi có kêu không. Rồi bà con mình đến Hòn Tre mình bà con mình khám phá ha. Cái đường này là mình đi thẳng về xuống ngay trên chỗ bệnh viện ngay trên chỗ đường nhà thương luôn nha bà con. Cái dốc này nó xuống chùa quá. Trời này đang mưa nước nó rông quá trời nó trơn rồi bà con ơi. Đây có cái hố nè. Có nước không? Đâu khỏi thử rồi nó cái cục đá này có kìa. Nó có kêu đâu. Có kêu mà nữa. Nó có kêu. Nó có nước luôn. Nước. Má nó không có kêu. Đá là nó không có kêu. Cái người bị có cục đá đó. Rồi đó, thì mình chia sẻ cho bà con mình đó, bà con mình có muốn đến Hòn Tre này khám phá cục đá chuông này á, thì bà con sẽ đi từ ngay trên chỗ đảo Gùa đó, ngay trên đầu Gùa, là ngay trên cái bến đò cao tốc đó. Rồi mình chỉ cho bà con mình luôn nha, bà con lên đó, thì bà con bắt xe đó ôm. Bà con mình hỏi ở đây có cục đá chuông mà ở Hòn Tre này có cục đá chuông độc lạ không, chỉ mình thế đó là mấy anh em xe ôm sẽ chỉ cho quý vị mình ha. Rồi quý vị mình đi xe đó ôm rồi trở lên tới tới đoạn nào và tới cái đoạn kia là mình lội bộ lại đường này bà con ơi đó, chứ không có chở tới chỗ được nha bà con. Cái nè bà con lên tới chở, nó chở lên tới cái dốc trên đó đó, dốc trên này nè đó, mình lên tới cái dốc đó đó rồi thả cho bà con xuống, bà con lội bộ xuống ha. Đó. Đó bà con lội bộ xuống là nó không có nó không có té, để đường này chạy xe ớn lắm nè bà con, thấy là gông không nữa không, lội bộ còn muốn muốn té nữa, chạy xe sao dám chạy. Bởi vì mình nói bà con là tay lấy lụa rồi mới dám chạy, còn ta lái không lụa là không dám chạy đâu. Ta lấy lụa là ta lái đi gì? Đi đá gạn mà. Ta lấy lụa là gì đó, ai tay lấy lụa thì biết rồi đó. Mình nói đơn giản vậy thôi bà con mình. Nè đường này đang đi xuống nha. À, đi xuống cái đường này là mình lội bộ xuống ngay trang chỗ bệnh viện bệnh viện ở Hòn Tre đó. Để cái bệnh viện đi lên từ cái bệnh viện đi lên cái đường này mình bước mình đi nó cũng rung lắc rồi bà con cũng thông cảm nha. Máy không có chống rung nữa bà con ơi, cầm đi rồi rung đó. Thì mình chia sẻ như đây thôi bà con ơi. Đó bà con mà đến cao tốc bà con muốn tham quan đá chuông này thì bà con sẽ đến xe ôm ha. Tới đó hỏi xe ôm nó sẽ chỉ, nó xe ôm gành lắm, biết đá chuông nữa chân à. Đó rồi bà con mình tham quan để cái cục đá này nó kỳ diệu cỡ nào hả bà con mình. Rồi vậy mình cũng tạm dừng kết thúc mà video mình ở đây ha. Đó. Rồi mình hẹn bà con mình clip sau. Ha, bà con mình cho mình một like và một lượt đăng ký kênh ha. Rồi đón những cái video tiếp theo của mình nha bà con. Nè, nước này nó trơn. Ra trên 2 đi kìa. Hay là nói vậy. Ê, trời ơi, trời mình nổi luôn. Đi không cho hay chân chạy. Rồi, vậy bye bye cả nhà nha. Hẹn cả nhà clip sau cả nhà ơi. Bye bye cả sang. Chào cả nhà các mày. Bye. Rồi đừng có chợt té cái bịch cái công nó chích luôn à. Rồi, vậy thôi.